tôi sẽ đặt ra rất là nhiều con cookie, cookie. Rồi tiếp tục là tôi sẽ đặt thêm rất là nhiều con búp bê bằng bông biết bay bay bay. Xong rồi tôi sẽ đặt thêm rất là nhiều con Godzilla luôn nha. Kiểu này các bạn nghĩ xem cái máy tính của mình nó còn sống hay không ơi. Rất là nguy hiểm. Ôi nó, cái máy tính của tôi nó đang có bị dấu hiệu bị đứng máy rồi. Ôi. Rồi các bạn hãy bình luận là buồn quá anh Vinh ơi nha. Cái thằng ăn trộm kia đứng lại. Và hơi xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vinh đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Như là các bạn đang thấy thì hiện tại là trước mắt của mình là có một cái con búp bê Squid Game đúng không? Ơi búp bê bằng bông biết bay bay bay. Hôm nay gặp lại chị búp bê rất là xinh đẹp nha các bạn. Hello chị, hello chị nha, chị đi đâu vậy chị? Và đây rồi cái con này nè, Huggy Wuggy có một cái hàm răng rất là nhọn sắc luôn nha. Ôi, trận chiến ngày hôm nay rất là hay luôn nha. Anh có ý kiến gì không anh ơi? Nói thiệt chứ, gặp mặt tôi là đối thủ chạy mắt dép rồi. Mấy cái này sợ gì? Tôi là vua lì đòn. Tự tin dữ vậy. Rồi ok luôn nha. Chị búp bê, chị có muốn nói điều gì với khán giả không? Tôi chỉ muốn nói là ngày hôm nay tôi rất là xinh đẹp. Các bạn xem video có thấy tôi xinh đẹp không? Thôi chị ơi, chị làm cho tôi nổi da gà quá à. Thì trong ngày hôm nay cũng sẽ có búp bê Squid Game vào chiến đấu luôn nha. Nên là các bạn hãy nhớ xem hết video này để biết nha mọi người. Chào anh đầu vừa đầu tam giác nha. Ok, và trước khi mà tiếp tục vào video này thì mình nhận thấy rằng là có 80% những bạn xem video trên kênh của mình chưa ấn vào cái nút đăng ký. Rất là buồn luôn á. Nên là các bạn hãy kiểm tra xem đã ấn vào cái nút đăng ký chưa nha. Thì chị búp bê ơi, nhớ cho em xin một cái nút đăng ký nha. Rồi, tôi đã đăng ký rồi đó. Bắt đầu vào video nào, let's go. Trước tiên mà mình cho cái con Huggy Wuggy này chiến đấu với Godzilla, thì mình sẽ thử cho cái con này nó đuổi theo mình thử xem coi con này nó chạy có nhanh hay không nha các bạn. Đó, coi con này nó có chạy nhanh hay không. Hello, hello anh trai. Nói chung là thì cái con này mình thấy nó cũng chạy cũng tương đối thôi các bạn, chứ không phải là nhanh lắm. Bắt đầu nè các bạn. Hút ghi để đây. Rồi xong rồi, mình đầu tiên mình sẽ cho cái con là Mecha Godzilla. Đây là rất là ngầu luôn nha các bạn. Ủi xôi, cái này là con Godzilla phiên bản người máy này. Trời ơi, cái tay kìa. Ôi wow, phát ra gì ánh sáng gì này nọ nè. Ôi, để mình xem cái con này. Ồ, công nhận là nhìn ngầu dữ luôn á các bạn. Phiên bản người máy đúng không? Rồi, cái con hút ghi quốc ghi của mình đâu vậy? Ủa, mình sẽ làm lại nha. Rồi luôn vậy. Nó to quá, nó to đến nỗi mà cái thế giới của mình nó bị đơ luôn rồi này các bạn. Rồi mình vừa tạo cái thế giới mới này cho nó an toàn. Đó, rồi làm lại này. Huggy Wuggy đâu rồi? Vô chơi. Đó. Rồi chơi tới bến này. Ảo thật đấy. Là sao? Rồi làm lại này. Đây các bạn để ý nha. Ảo ma Canada thiệt sự. Cái gì mà một phát một vậy? Ôi giời ơi. Nè. Ôi, ok. Rồi, còn hai con à.
Rồi, còn một con. Rồi, chết hết. Đúng rồi, công nhận là hút ghi, quốc ghi quá là nhỏ. Thì đây là Godzilla rất là to nè. Rồi, cái này là như đây còn chưa nhằn nhòi gì với Godzilla đâu các bạn. Nè, không bị mất một giọt máu nào luôn á. Theo mình nghĩ rằng là chắc là tạm thời cái con Huggy Wuggy chúng ta để sang một bên đi. Chúng ta cho cái con Godzilla nè. Godzilla đây và Godzilla người máy đấu với Godzilla phiên bản 2021. Đó. Đây. Ôi trời. Ôi tới bến luôn mấy anh hai ơi. Cái gì mà đánh nhau mà không à, rồi. Chúng ta để coi ai là người giành chiến thắng nha. Đó. Ai sẽ là người trả thù cho cái con Huggy Wuggy đây? À, ui trời, bắn tia laser kìa. Wow, ghê vậy. Ôi trời, có vẻ như là Godzilla 2021 đang bị mất máu rất là nhiều bởi vì cái con Godzilla phiên bản người máy bắn tia laser rất là đau. Ôi, cái con Godzilla này nó cũng có thể bắn tia laser này. Wow. Được rồi nha, trận đấu này căng thẳng à. Vô. Trời ơi trời. Quá trời bữa rồi. Kiểu này chắc là Godzilla 2021 chắc thua quá các bạn à. Rồi này. Kiểu này mình đã đoán được kết quả rồi. Rồi ơi. Cố lên. Cố lên. Rồi. Và cuối cùng, Godzilla người máy đã giành chiến thắng. Ghê. Ảo thật đấy. Lần này là mình sẽ cho thật là nhiều luôn nha các bạn. Đây. Cho mình sẽ cho Huggy Wuggy là loại này. Nhiều lên. Cố lên mấy bạn Huggy ơi, Huggy Wuggy ơi. Vô. Đấy, anh ta đã nổi cơn máu điên lên rồi. Đợi tán này, tán vô mặt này. Ôi trời. Kìa. Để xem. Cái con Godzilla này có thể chiến thắng được như đây là cỡ mấy chục con Huggy Wuggy á các bạn. Trời ơi. Ủa sao mà cái con, mấy cái con Huggy Wuggy này sao nó không chịu đánh cái con Godzilla ta? Hay chắc là do to quá, đánh không có nổi các bạn à. Rồi, kiểu giống như là cái con này nó sẽ lại đến và đạp từng con gì đó. Rồi. Mình thấy cái con Godzilla này nó giống như là nó đang bắt mũi lên gì đấy. Nó đang bắt mũi, bắt ruồi gì đấy. Và cuối cùng, Huggy Wuggy đã phải chịu thua rồi. Godzilla quá mạnh. Thôi thì mình sẽ cho cái con Huggy Wuggy này chiến đấu với búp bê Squid Game nha các bạn. Cho nó nhẹ nhàng đấy. Cho hai người chị này thì cũng rất là nữ tính. Ờ, và tôi hát rất là hay. Một cô quá cứ xì bê nó thật mỉ tài. Còn cái anh này á, ê, mình nhớ là cái đoạn đầu video á thì anh bạn có nói là như thế này này. Nói thiệt chứ, gặp mặt tôi là đối thủ chạy mắt dép rồi. Đấy, rồi nhưng mà tại sao lại thua cuộc vậy? Cái con Godzilla nó to quá chơi không lại. Trời, to quá hả? Lỡ gáy. Ờ, hiểu rồi, sao mà ban đầu anh bạn quá là gáy luôn. Thôi, mình sẽ cho hai con này. Ủa, nhưng mà sao hai cái con này nó không chiến đấu với nhau ta? Nếu mà không chiến đấu á, thì mình sẽ cho như thế này này. Đây, mình sẽ cho cái con này nó bắn đâu. Nếu mà nó bắn trúng cái con Huggy á. Đây, bắn đi. Rồi luôn rồi. Ê, từ. Đây. Chưa. Đây. Mình sẽ cho cái con búp bê á, nó bắn. Đây, bắn. Ừ, hay quá, rồi, đánh đi kìa. Wow, cái con này nó đánh một cái là búp bê đi bệnh viện luôn các bạn à. Thật là vãi trưởng. Được. Nói chung á thì cái con này nó mạnh thiệt. Chỉ đấu với những cái đối thủ cỡ tầm cỡ thôi các bạn.
Đấy. Thường thường á là hai cái con này, thường là hai cái con này nó không có đánh, nó không có đánh với nhau. Trừ khi á, ê, đây, đấy, trừ khi mà cái con búp bê á nó bắn nhầm vô cái con này thì cái con hút ghi nó mới chịu đánh thôi. À, rồi, nói chung là cũng nhiều đấy đó các bạn. Ê, cái gì anh bạn? Ê, lần này mình sẽ cho thật là nhiều búp bê nha. Đói, một cô qua cô si bê đã sần mì ta. Đấy, cho nhiều cái con hút ghi luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi bắn đi bắn đi bắn đi. Đó. Rồi. Ê bắn đi bắn đi bắn đi. Ôi hay quá. Siêu thân tương đa nở nụ cười cũng không ngọt bằng em. Cái nắng chói chang giữa tháng 8 cũng không tỏ nắng bằng câu nhiệt tâm. Nói chung là cái con này á các bạn, nhiều búp bê quá nó bắn mình né không có nổi kìa. Mấy chị ơi bắn nhiều vô thôi. Rồi. Trời ơi, mấy chị búp bê này bắn mạnh quá. Mấy cái con hút ghi này nó sẽ mấy cái đánh lại. Nói chung là mình chơi không có lợi thiệt. À ha. Ôi, mình nhớ là ủa sao cái con lính tam giác này đánh chị búp bê vậy? Ủa kìa các bạn nhìn nè. Ủa sao tự nhiên cái bà búp bê đó thiếu nợ tôi 5 ngày nay chưa trả tiền, bực bội thiệt. Không hiểu sao cái đoạn này á, mình nói chuyện á không nghe được cái gì hết trơn á, nên bởi vì thế là mình sẽ lồng tiếng lại nha các bạn. Thì ở trong cái đoạn này á là tôi tạo ra rất là nhiều con hút ghi, quất ghi nè, rồi tạo ra nhiều búp bê này, rồi tạo ra gì ta, nhiều con Godzilla nữa này. Ôi dồi, kiểu này chắc là máy của tôi chắc là tan thành mây khói luôn quá anh em. Coi kìa, nhiều con lắm á nha, Godzilla. Rồi kiểu này không biết là mấy cái con này nó đang đánh ai luôn á mọi người. Ok, và video của mình cũng đã đến đây thôi, chứ thử một lát chắc máy tính của mình nó đi bụi luôn quá. Các bạn muốn mình tạo ra một cái trận chiến giữa những cái con nào nữa thì hãy nhớ cho mình biết bằng cách là bình luận ở dưới video này nha. Thì các bạn nhớ cho mình một like nè, và đăng ký kênh để khi mà mình ra video mới các bạn sẽ là những người xem video của mình mới nhất và sẽ là fan của mình chân chính luôn nha. Bạn nào là fan của mình hãy bình luận là fan Vinh nha mọi người. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau nha.